Nào để xem hôm nay bạn Bi có cái gì. Không biết là hôm nay bố bạn Bi mua cho bạn Bi cái gì. Gia đình ô tô cảnh sát. Bây giờ chúng mình cùng bóc ra xem nhá. Xem gia đình ô tô cảnh sát của bạn Bi nhá. Rất nhiều ô tô cảnh sát. Các bạn có biết ô tô cảnh sát không? Ô tô cảnh sát này có cả ô tô mẹ này, chở rất nhiều ô tô cảnh sát con nữa này. Ô tô cảnh sát mẹ sẽ đưa ô tô cảnh sát con đi chơi nhá. Nào gì? Đếm xem có bao nhiêu ô tô cảnh sát con nhỉ? Nào, ô tô ở trên nào. Một ô tô cảnh sát này. Rồi, có một ô tô cảnh sát. Nào, Jin, hai ô tô cảnh sát này. Rồi, thêm một ô tô cảnh sát nữa này. Vậy là có 3 ô tô cảnh sát ở tầng trên này. Rồi, nào cùng chờ xem tầng dưới có bao nhiêu ô tô cảnh sát nhá. Wow, ô tô cảnh sát này to hơn này. Rồi, 4 này. Hình như vẫn còn một ô tô cảnh sát nữa. Đúng rồi, còn một ô tô cảnh sát nữa này. Ô tô cảnh sát này cũng to như ô tô cảnh sát vừa nãy. Vậy tổng cộng chúng mình có 5 ô tô cảnh sát. Nào, các con ở lại chơi nhá. Ô tô cảnh sát mẹ đi đây. Bây giờ các bạn cùng chơi với ô tô cảnh sát con nhá. Ô tô cảnh sát không? Nào, ô tô cảnh sát nữa nối đuôi nào. Rồi, nối đuôi nào. Rồi, tiếp tục nào. Rồi. Tiếp theo nào. Một đoàn ô tô cảnh sát. Và cuối cùng nào. Các bạn đi đường có đoàn ô tô cảnh sát không? Nào đến giờ ô tô cảnh sát mẹ đi đón rồi. Ô tô cảnh sát mẹ đi đón các con nào. Cảnh sát lên xe nhá. Rồi. Ô tô cảnh sát thứ hai nào. Lên xe nào. Rồi. Tiếp tục nào. Ô tô cảnh sát thứ ba nào. Ô tô cảnh sát ngã rồi. Nào, hai ô tô cảnh sát to nào. Còn một bạn nữa nào. Rồi.